Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với những diễn biến của EPL mùa hè. Xin chào các bạn, mùa xuân 2022. Chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi cặp trận đấu đầu tiên và tỷ số đây là 1-0 dành cho Quần Gaming, khi đó là một ván thi đấu mà họ chênh lệch hoàn toàn về mặt trình độ, có thể nói thẳng là như vậy. Bây giờ thì cũng hơi khó để chọn MVP khi mà cái phong độ đến từ cả Scout lẫn Viper đều tốt. Nhưng mà những cái pha xử lý cá nhân thì có cảm giác rằng Viper làm tốt hơn khá là nhiều, với những gọi là đặc sắc hơn, với một pha đặc biệt đó, W ở khu vực giữa. Trước đó cũng đi đường thì anh ta vượt trội hoàn toàn so với sát thủ đối phương, rồi bước vào những pha tranh thì anh ta cũng chọn vị trí khá là hợp lý. Trong khi đó thì Scout đi đường cũng không phải là quá tệ, anh ta vẫn nhìn lính hơn so với đối phương, vẫn phải lính bằng thời gian. Thì theo anh Trung thì cá nhân anh Trung sẽ chọn là ai? Tức là bây giờ nếu như mà một đội hình mà cả 5 người đều chơi tốt thì nên chọn người nào từ nãy giờ có những pha ấn tượng nhất? Có lẽ là Viper. Viper là người đã có được một màn trình diễn rất là ấn tượng nhất khi người ta liên tục có những pha lần đầu thì có lẽ là hơi tính toán đam hơi xa một tí xíu, nhưng mà lần thứ hai thì vẫn chuẩn xác. Và Scout, người mà không ngờ tới lại là người có được MVP. Thì đó nó cũng đúng một phần. Thế như nói về cái chuyện song sáo á, thì có lẽ như Scout là người song sáo nhất. Anh ta liên tục di chuyển xuống cánh dưới rồi sau đó di chuyển lên cánh trên để tạo một sự an toàn nhất định cho hai bên cánh. Và đường giữa ta cũng đảm bảo là ta farm hơn so với đối thủ nữa. Thì đây là một điểm MVP tôi nghĩ là hợp lý cho Scout mà thôi. Thậm chí là anh ta có thể farm bằng thời gian luôn kìa. Tôi vẫn nhớ thời điểm khi mà tôi nhìn vào Viper thì Viper farm bằng thời gian thì Scout còn bằng Viper nữa kìa. Cho nên là Scout vẫn là người có cái đóng góp rất ấn tượng và những pha bóng thủ của anh ta. Nó có thể không đẹp mắt bằng pha double kill ở khu vực giữa đến từ Viper, nhưng cái quan trọng là những cái bóng ngủ của anh ta rất là chính xác. Bạn nhìn những pha trên này, bóng ngủ của anh ta luôn luôn tung ra trúng vào những người quan trọng. Pha này là pha trúng vào Lee Sin của đối phương, sau đó là pha mà anh ta tiếp cận lên để có thể dùng trúng vào người buff. Buff anh ta bị giữ lại tình huống này, nó khiến cho anh ta bị hạ gục và Scout là người chơi thành công. Đây, những tình huống kiểu như vậy nó khiến cho Scout cũng đóng góp rất là nhiều. Thêm cả là anh ta không bị hạ gục, cái sự khác biệt là như vậy. Trong khi đó thì Viper một lần bị hạ gục thì cái DA của Scout nó là tròn trịa hơn, là đẹp hơn khá là nhiều, với kiểu trang bị bạn có được đó là hình như là full skill hồn mà dài thì phải. Trong khi đó thì bên phía bên kia thì Viper để hạ gục của anh ta không nhiều bằng. Thôi thì những con số nào tròn trịa, bạn hãy nhìn đó, 223 lính đến từ phía của Scout, 231 lính của Viper, thì Scout không thua quá nhiều dàn sau ván đấu khi mà xạ thủ và gần như bước vào đó là ăn lính toàn bộ rồi. Thì các bạn lính của Viper với là Scout coi như là ngang nhau. Trong khi đó thì đi hạ gục của Scout nhiều hơn, anh ta không bị hạ gục, đóng góp của anh ta cũng rất là nhiều. Thì chọn ai cũng được, nhưng tôi thấy rằng chọn Scout cũng là khá hợp lý mà thôi, khi anh ta không bị hạ gục, cái này khá đẹp. Đúng là như vậy, và xin chúc mừng Scout với cái điểm MVP này, anh ta sẽ còn có một tương lai phía trước và nó là cực kỳ sáng lạn với về mặt cá nhân, khi mà đội hình hiện tại của Edward Gaming vẫn đang là đội hình rất mạnh. Chúng ta thường hay có một cái đánh giá về các đội của EPL khi mà mới vô địch chung kết thế giới xong thì khi về giải thì sẽ hơi bị yếu tí xíu. Chết của Kim Minh vẫn đang giữ cái tâm thế đó, họ vẫn đang đánh rất tốt, đánh rất ổn, bài bản, và đặc biệt hơn đó chính là về mặt cá nhân thì họ vẫn đang có một sự chuyển hơn. Phong độ cũng tương tự giống như thế. Rất rõ ràng ở trong ván thi đấu vừa rồi, Viper trên trình hoàn toàn sau Valorant, có thể nói thẳng là như vậy, bởi vì chúng một giai đoạn đi đường mà rừng không tác động ở khu vực cánh dưới, nhưng vẫn nhỉnh hơn 30 lính ở trong giai đoạn đầu của ván thi đấu. Tôi nghĩ đó là một cái khoảng cách lính mà không thể nào tin được, không thể nào tin được. Và búp chắc có lẽ như cũng phải bị choáng ngợp hoàn toàn trước cái sức áp đảo của xạ thủ phía bên kia. Tôi nghĩ là nói đường dưới một mình xạ thủ không thì cũng thật ra là không đúng hoàn toàn. Nghĩa là nói đường dưới thì thường phải có sự tác động của hỗ trợ, Meiko cũng có những áp lực nhất định, nó khiến cho phía bên kia không phải lên một cách hoàn chỉnh được. Và khi một tình huống chỉ cần di chuyển sai lầm đến từ hỗ trợ đến từ Sawin mà thôi, sau khi đó búp đứng lên quá cao, chính cái an tử mất đi tóc biến, mất đi thanh tẩy ở khu vực dưới, thì cái áp lực dành cho anh ta là quá lớn. Khu vực dưới thì cái khoảng cách lính nó bắt đầu được voi ra dần, cái chênh lệch nó thể hiện rất là rõ. EDG vẫn đang giữ được cái phong độ như cách mà họ thể hiện ở giai đoạn đó playoff mùa hè trong thế giới, vẫn là vượt trội hoàn toàn so với những đối thủ nhóm dưới như thế này. Thì ván đấu vừa rồi nó thể hiện rất là rõ. Ván thứ hai thì Thơ Thoát họ vẫn bên phía đội một, họ được chọn bên, họ ưu tiên bên phía đội được chọn trước. Và họ lần này thì chọn cho mình đó là con Xin Zhao, và họ cấm đi đó là Lee Sin. Khi ván đấu trước bên phía Thanatos họ không cấm Lee Sin á, thì EDG họ cấm đi Zhaovan lượt cuối. Nhưng ván này thì Thanatos họ cấm trước thì họ cấm đi con Lee Sin và họ chọn cho mình đó là Xin Zhao. Như vậy là còn Zhaovan với Vigo. Như cái nó vẫn sẽ là câu chuyện cũ thôi. Tức là nếu như bạn chọn sớm rừng thì bạn vẫn sẽ cho đối thủ cặp đôi xạ thủ hỗ trợ, và đối thủ sẽ ưng ý nhất đó là Tress kết hợp cùng với lại Aphelios, một bộ đôi xạ thủ hỗ trợ đã mang lại cho Quần Gaming một thành công rất lớn ở trong ván đấu thi, thì không có vấn đề gì mà họ không chọn nữa. Chỉ có tí xíu sự thay đổi là kỳ này họ sẽ chọn một vị tướng đi rừng khác mà thôi, không phải là vấn đề, khi mà hiện tại bệ tướng ở bên trong rừng vẫn còn khá nhiều và đủ để giúp cho anh phiếu của Quần Gaming có một sự lựa chọn thứ ba nó sẽ hợp lý khi gắn vào bên trong đội hình này. Tại vì nếu nhớ về ván đấu trước thì
không chọn xạ thủ và hỗ trợ, chọn là cặp đôi đó là Camille và Galio. Như vậy câu chuyện bây giờ của EDG sẽ phải cân nhắc đầu tiên là họ chọn đường trên hay là họ chọn rừng. Tôi đang nghĩ rằng nên chọn rừng trước. Tại vì bây giờ nếu chọn đường trên thì bạn mất rừng, đối phương sẽ cắm đi hai vị tướng rừng như anh Trung vừa kể. Đó sẽ là có thể là cắm đi cả Java lẫn Vehicle. Nhưng EDG thì họ đang để là con Ray. Ray này khả năng khá cao. Ui không, đã họ chuyển sang Olaf rồi. Như vậy đây là ván đấu mà được thay đổi những sự lựa chọn thì chi chọn cho mình đó là Olaf. Vị tướng tại đó đầu với là con Shinza cũng khá là ổn với khả năng càng lướt. Bước một đội hình rất nhiều khống chế. Ta sẽ không sợ cái tình huống mà Galio có khả năng giữ chân với Jack Duran chẳng hạn, hoặc là hất tung từ cái E. Thì ta có thể làm cái dàn trắng rất là hiệu quả dành cho phía của Viper. Đúng rồi, như vậy nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều và nó cũng sẽ không hề lo ngại lắm những pha tranh chấp. Với lại dù gì mà nói thì CC cũng hiểu được một câu chuyện, đó chính là hiện tại những người đồng đội của ta đang thi đấu rất tốt. Bây giờ nhiệm vụ đến từ các thành viên của World Champion đó là họ sẽ cố gắng làm sao để sẽ tạo ra một đội hình mà về giai đoạn đi đường nó tốt giống như vừa rồi. Olaf sẽ đảm nhận nhiệm vụ phản công và phòng thủ cho những người đồng đội của mình trong những trường hợp mà cần những quay lính, cần sự hỗ trợ đến từ rừng để có thể đánh vào những quay lính mà đang bị xấu đến từ phía kênh của Gaming. Và tôi nghĩ nhiệm vụ của Olaf chỉ cần như đó mà thôi. Với kỹ năng cá nhân đi đường đến từ những người đồng đội quá tốt thì CCA tức là bạn chị sẽ làm tất cả mọi thứ để đảm bảo là lúc nào cũng vậy, kỹ năng cá nhân đè người đến từ World Gaming sẽ luôn có một sự mượt mà nhất định ở trong suốt giai đoạn đi đường. Còn trong khi đó thì Thoth họ quyết định cấm đi Corki, họ quyết định cấm đi Vest ở khu vực đường giữa để hạn chế đi sức mạnh mà hiện tại Scout đang có. Nhưng nên nhớ vẫn còn đó một Zui, vẫn còn đó rất nhiều những vị tướng có khả năng đè đường rất là khủng khiếp. Lớp lăng đang được nhả. Con tướng này khoảng thời gian gần đây bị cấm rất nhiều ở khu vực đường giữa và nó cũng có thể là một trong những thứ vũ khí hạng nặng mà phía của lớp Edward Gaming có thể chọn. Một con lớp lăng chưa bao giờ là một kèo đi đường mà tôi nghĩ là Galio mong muốn cả. Chứ kể đến với con đấu một Syndra đã rất nhiều những vị tướng đường giữa mà có thể khiến cho một con Galio bị trung chân ở khu vực đường mà đang đi. Wow, như vậy là họ chọn rất là nhanh cả khu vực dưới Thoth và họ khóa cho mình đó là Zing thêm cái đôi Lulu. Họ muốn một cặp đôi có khả năng đi đường thực ra không phải là quá mạnh nha, nhưng giai đoạn về sau thì bạn dưới sự hỗ trợ của Lulu thì Zing có khả năng bắn rất là tốt. Và bây giờ thì DG là họ chọn khu vườn trên, trước đó là họ chọn cho mình đó là Quen, vẫn là một cái kèo đó đầu khu vườn trên. Nhưng thật ra khi mà bạn chọn Xin Zhao á, cái cách tấn công của bạn nó khác đi hoàn toàn. Với con Lee Sin thì bạn sẽ có thể cắm mắt hỗ trợ tiếp cận hoặc là bạn dùng cho mình đó là sóng âm. Nhưng với con Xin Zhao thì bạn có hai cách tấn công. Một là bạn dùng cho mình đó là cái phong lơ thương trước, sau đó bạn dùng cái can trường để tiếp cận. Thứ hai là bạn dùng cái can trường vào thẳng người đối phương luôn, làm chậm đánh thường thêm cả đầu bùa đỏ. Thì bạn vẫn còn cái sát thương đến từ phong lợi thường khi đối phương tốc biến đi. Thì Scar phải chọn cho mình đó là vị tướng có khả năng tấn công tầm xa và an toàn như con Victor, để thấy nếu như đối phương tiếp cận vào đặt cho mình trọng lực ngay tại chân của mình sẽ an toàn hơn một xíu. Tại vì nếu như anh ta chọn con Zui á, lần này mà đối phương kỹ càng hơn với con Galio như thế này, Galio tốc biến lên là chắc đủ rành cho đối phương lại. Xin Zhao lao vào cái càng trường kết hợp với là bán quyền thương, không phải là cái phong lợi thương, cái sát thương sẽ là khá nhiều so với con Lee Sin mới đấu trước. Cho nên ván đấu này thì cũng chơi kỹ càng hơn một xíu đến từ phía của DG. Nhưng đội hình này tôi vẫn cảm giác rằng đi đường sẽ rất là khó dành cho phía của Galio. Cao với con Victor như thế này thì đây vẫn sẽ là kèo trên cho anh ta. Thực ra tôi vẫn nghĩ là vẫn đang chấp giai đoạn đi đường á. Tại vì với đội hình này thì chúng ta nhìn rõ ràng ở tất cả các đường không có đường nào gọi là thắng cả. Không đường nào đến từ bên phía của Thoth có thể gọi là thắng cả, ngoại trừ bên trong khu vực rừng thì còn có thể gọi là một tí xíu về kèo kỹ năng. Nhưng mà rừng không có chạm mặt rừng nhiều, cho nên là chúng ta có thể đánh giá được hết về cái chất tướng. Chúng ta chỉ đánh giá ở trên tất cả các lane còn lại thôi. Và nhìn rất rõ ràng Edward Gaming đang sở hữu một đội hình thắng đường quá ổn đi. Họ đang sở hữu một đội hình gần như là áp đảo ở tất cả mọi tuyến. Còn Thoth, điều họ cần phải làm đây là họ dựa rất nhiều vào sự di chuyển đến từ Gris. Gris phải di chuyển thì khi đó họ mới có thể có được những tình huống lật ngược. Ví dụ điển hình như là một tình huống gan ở khu vực đường giữa, tạo những lợi thế sớm cho một Galio. Nếu mà sẽ trong trường hợp này Galio không mất tóc biến mà đối thủ mất tóc biến nha, hoặc là mất tóc biến mà đối thủ mất mạng, thì cái đó chúng ta mới thấy một pha lời. Chứ nếu như giống như cái tình huống vừa trước đó là Galio mất tóc biến, đối thủ cũng mất tóc biến, và ngoài ra không mất gì nữa cả, thì tôi cảm giác như nó cũng không phải là cái vấn đề gì lớn dành cho bên phía kênh của Gaming cả. Họ cũng không hề gặp bất cứ một trở ngại gì. Cho nên đây là ván thi đấu mà Thoth vẫn sẽ dựa nhiều vào một con Xin Zhao ở trong giai đoạn đầu mới có thể khẳng định được là tôi sẽ có một cánh gánh được ở trong ván thi đấu này. Và lần này thì thay đổi đến từ Thoth thể hiện rất là rõ. Ở khu vực đường giữa thì Captain chọn cho mình đó là cái thuốc săn mồi. Ván đấu trước thì người ta chọn cho mình đó là cái dư chứng. Ván đấu này với thuốc săn mồi thì khi lần về nhà đầu tiên mà có giày á, thì kết hợp thuốc săn mồi thì khả năng tiếp cận sẽ là cao rất là nhiều. Và thêm cả con Xin Zhao như nói là có hai cách tiếp cận, và cái tầm tiếp cận đến từ Xin Zhao cũng là khá xa. Nhưng có một điều đáng chú ý rằng Frigid người ta chọn cho mình đó là một cái nhịp độ chết người.
Tôi có cảm giác rằng cái ý đồ của anh ta đang muốn một tình huống đánh nhau đơn lẻ đến từ bên phía của Frigid nhiều hơn. Với nhịp độ như thế này thì bạn sẽ có được cái tốc độ đánh được gia tăng, bạn có được tầm đánh cao hơn. Thì nó sẽ mang lại lợi thế với những pha tay đôi khá là nhiều, khi đối phương bỏ chạy thì bạn vẫn có tầm đánh được gia tăng. Nhưng còn những pha tranh tổng thì tôi vẫn cảm giác là chinh phục. Với sự trở lại chinh phục hiện tại thì cái sát thương chinh phục vẫn là đang là khá cao. Nhưng nếu như con sinh ra này mà không làm gì được ở trong giai đoạn đầu của ván thi đấu thì thanh toán cũng rất là dễ tiêu. Cho nên là tôi nghĩ là việc mang nhiệm độ chết người để đảm bảo giai đoạn đầu những pha găng hết nhất những pha tranh chấp thì nó vẫn sẽ có những sự chất lượng riêng nhất định dành cho sinh ra nằm tay của Bridget. Dù gì mà nói thì anh ta đang rất cần, thực sự mà nói ta đang rất cần, và những người đồng đội của anh ta đang rất cần một lợi thế đầu game nhất định mới có thể giúp cho đội hình này của thanh toán tìm được những điểm tích cực. Hướng di chuyển rừng đến từ cả hai đều là cùng một hướng. Ui cú quan tự qua hay của Meiko và lấy tóc biển. Nó không chỉ có thể lấy tóc biển của búp và có thể sẽ là Sao Quyên chẳng hạn. Sao Quyên sẽ nằm xuống hay chăng này? Sao Quyên nằm xuống mà còn tóc biển luôn. Ván này nó bắt đầu có một sự chênh lệch rồi đó. Thực ra chỉ cần sau 3 phát đánh thường đầu tiên nó sẽ chênh lệch rồi. Tại vì cái cách mà Viper, nếu như bạn nào thi đấu nhiều trên nhiều khu vực đường dưới và thấy cái việc á, là một xạ thủ đứng trong cái bụi, anh ta dùng cái bụi để khuất tầm nhìn của lính, anh ta bước ra tấn công liên tục và sau win để lấy lợi thế về lượng máu. Nhưng đây là pha mà anh ta né chiêu nha, bạn hãy nhìn Viper luôn luôn ở cái khoảng cách. Nhưng đây là pha tay nhanh hơn não từ buff, chưa dính cho mình cái án tự đã bấm thanh tẩy, nó chỉ giúp cho anh ta gia tăng cái thời gian giảm hương khống chế mà thôi. Anh ta có thêm được 60% giảm hương khống chế thì anh ta cũng kết thúc cái án tự khá là nhanh. Nhưng cái vấn đề quan trọng là anh ta cũng mất hai phép hỗ trợ, sau win cũng bị hạ gục. Và ở đường dưới thì có thể nói dấu chấm hết nó kết thúc là khá sớm. Thường thì nếu như trận đấu tập á thì kết thúc nhanh như vậy thì bạn đã xin remake. Kết thúc chừng khoảng 45 phút thi đấu bạn thấy thua đường đối phương nhiều quá là bạn xin remake. Bạn hãy nhìn trang bị bây giờ đi về nhà. Chiến ống đầu thuộc về cho Viper, anh ta về nhà với cuốc chim. Một bên có cuốc chim, một bên không có cuốc chim thì sát thương sẽ là chênh lệch rất là lớn giữa hai xạ thủ. Nặng cực kỳ, thực sự nó nặng cực kỳ. Nhưng như bạn nào đang xem YouTube á, thì bạn nào mà thích chơi khu vực đường dưới thì bạn có thể tu là cái khúc đầu cấp độ 1. Khi mà Viper anh ta xử lý kỹ năng với nó gần như là đây gọi là thượng thừa với một người chơi xạ thủ. Ta dùng cái bụi ở giữa để anh ta có thể khuất tầm nhìn của lính. Anh ta bước ra khỏi bụi tấn công vào anh phía của Sawin, sau đó anh ta bước ngay vào bụi để khiến cho lính tấn công vào người của anh ta. Đánh được 3 phát vào người của Sawin, ta đánh được 1 phát vào người của Búp, nó khiến cho lượng máu của ta lợi thế hơn rồi. Còn tạm thời thì đây là một pha mà bên phía Chi chơi hơi dại một xíu khi anh ta vào rừng của đối phương một mình. Tức là anh ta cũng nghĩ tới cái chuyện là Scar sẽ di chuyển vào sớm, nhưng mà rất đáng tiếc là lính đó vẫn là một đợt lính ở giữa, cho nên là hơi khó để cho Scar có thể di chuyển vào kịp với những người đồng đội của mình. Nhưng mà Captain thì anh ta là chơi theo kiểu là anh ta nâng cấp thuốc săn mồi, cho nên ta đi về nhà thì rất là sớm để anh ta mua giày. Bạn có thể dùng thuốc săn mồi với tình huống vừa rồi và ta dịch chuyển ra từ rất là sớm với việc đã có giày rồi, dùng thuốc săn mồi di chuyển vào hỗ trợ dành cho Frigid. Và đó là pha thông tin đưa ra không hợp lý đến từ cả Scout lẫn Chichia. Tại vì đối phương về thì bạn phải biết rằng với thuốc săn mồi thì về sẽ là mua giày, và di chuyển ra với dịch chuyển thì rất là nhanh để thể tiếp cận vào để hỗ trợ. Thì đó là pha mà không có thông tin chính xác đến từ cả Chichia lẫn Scout. Nhưng tôi phải nói rằng tôi vẫn vô cùng ấn tượng ở pha xử lý Viper khu vực đường dưới. Kỹ năng xử lý cực kỳ tốt, nhưng cũng phải cộng kèm là hai phán án tự chính xác của Meiko. Án tự của Meiko đầu tiên chính xác vào người của Sawin, thứ hai chính xác vào người của Buff. Thế rồi tạo ra cái lợi thế quá lớn cùng đường dưới. Thì câu chuyện bây giờ sẽ là khoảng cách chênh lệch bao nhiêu lính đây khi mà Viper bắt đầu ngưng vào đứng tới trước mặt đội của mình. Trong khi đó thì Lulu của Sawin thấy bắt đầu di chuyển hỗ trợ. Một con Lulu đi ra ram đường hỗ trợ sớm thì tôi không có thấy nhiều tác dụng lắm, tại vì hiệu ứng khống chế là không. Nó còn chưa kể đến là Búp ở trong giai đoạn này không có bất cứ một cái phép hỗ trợ nào để có thể phòng thủ ở khu vực đường thôi, dưới xong cả. Rồi thôi xong rồi, và anh ta đang nỗ lực để bỏ chạy. Tóc biến của Meiko là có đấy, nó khiến cho Búp ùi với việc mà lát hit như thế này, một quay lính nữa được đẩy vào, tôi nghĩ đây vẫn sẽ là quay lính xấu dành cho xạ thủ bên phía của Thanatos. Và thôi hãy nhìn quay lính sắp tới nó sẽ đẩy vào thì nó vẫn sẽ tiếp tục ngưng động ở khu vực gần trụ cái hướng đi đến từ Viper. Thì như vậy nó sẽ khiến cho Búp không tài nào có thể di chuyển ra và ăn được những con lính một cách thoải mái nhất có thể được. Bắt buộc phải kêu gọi cả Resist di chuyển xuống nửa cánh dưới này mới có thể giúp cho Búp thoải mái đẩy lính mà thôi. Nhưng như vậy chúng ta cũng đã có thể thấy được là cái sự chênh lệch rõ ràng ở khu vực này dưới đang càng ngày càng nặng tới cái mức độ nào. Khi bạn phải có thể kêu gọi thêm Captain, Captain cũng phải di chuyển xuyên suốt ở khu vực nửa cánh dưới mới có thể hỗ trợ và giúp cho Jin có được những mạng, ít nhất là những mạng của những con lính. Quá mà ăn rồng rất là thông minh từ Frigid khi anh ta dùng cho mình đó là phong lên thương và rồng, và anh ta né cái khuất tầm nhìn đến từ cái bù lợi cua.
để giúp cho đồng đội của mình có cái khoảng trống. Tại trước đó khi mà DG đã họ hai người di chuyển xuống khu vườn dưới, không có bảo vệ rừng nào cả, cho nên bạn không thể nào tốn quá nhiều thời gian khu vườn dưới được cả. Buff thì chấp nhận mất lính, cho nên là DG cũng tạm thời lưu về đó, chi chiêu bấm B về nhà để tận dụng cái khoảng trống đó. Rồi tiên có bán đấu ra rồng hóa kỹ nó thuộc vào trên phi cơ thần thoát, nhưng một lượng rồng hóa kỹ thì nó cũng không phải là sức mạnh quá lớn. Những cái khoảng cách chênh lệch lính với hai sát thủ án tử tung ra nó lại chính xác. Sao búp có mấy cái quả khó hiểu thế nhở? Đứng cao đúng không? Ừ. Và anh ta có thể đứng sau lưng con lính để có thể farm với là cái súng phóng lựu của mình. Thì anh ta lại chọn đó là cái súng xương cá của mình để có thể muốn ăn lính. Tình huống vừa rồi thì phải lại chính xác. Và kỳ này thì sát thương dồn quả nó mém tới nữa là nó đủ. Viper đang bị trụ bắn và cần phải lùi lại, có một cú hồi máu vẫn còn trên người của Viper, cho nên ta không hề phải suy nghĩ gì nhiều cả. Thiếu đốt của Sao Quyên đã đạt hết, tóc quyên của Sao Quyên vẫn còn đó, cho nên Sao Quyên vẫn có thể thoải mái di chuyển tí xíu. Lượng máu này của Viper đã không cho phép Viper đánh một cách quá áp đảo. Với sự hỗ trợ đến từ Brigitte ở khu vực nửa cánh dưới, còn khu vực đường trên đang thấy Neil đang là người phải lùi ra và đang phải bỏ chạy xưng đá bạc hoặc và những cú cắt sáng đến từ Sea Bang. Xin lỗi bên Sea Bang đang rất chất lượng, ngay lập tức chiêu cú được tung ra sát thương dồn. Neil mém từ nó nằm xuống xương lắm bất bại, nó đã hết và xe chỉ luồng kim cũng mới hết xong. Cấp tình dứt điểm để không để ôi những ba cấp lượng, cấp tình năng lượng rồi. Sea Bang sẽ phải nằm mà thôi, quá đáng tiếc. Cấp tình vẫn còn đủ kỹ năng. Còn búp, tại sao búp lại bị bắt thế này? Búp bị bắt trong tâm thế con Lulu bấm B về rồi. Pha dụ nó phải nói là quá dễ từ EDG, hình như là họ đi vào bụi và họ đứng đợi cho đứng con đợi. Có nghĩa là họ nghĩ rằng họ ấy là họ đoán là đối phương sẽ cũng nghĩ rằng họ sẽ đi về và họ lại phải đợi xem replay như thế nào. Nhưng còn khu vườn trên thì cái xe chỉ luồng kim cuối cùng của CLCN nó hụt hộp không trúng vào Neil. Chính nếu như nó trúng thì tôi nghĩ có địa hà gục thì câu chuyện sẽ khác rồi. Ngày năng lượng được hồi sát thương cũng sẽ có. Đây là pha dụ vì ừ, nhưng mà dụ như thế này là không. Cái này gọi là dụ hiệu ứng âm thanh á, tức là thường mà bạn bấm B về đi lên, bạn thấy các bạn sẽ nghe cái tiếng bấm B về là bạn sẽ nghe cái tiếng bấm B về hẳn. Nó khiến cho founder búp cũng nghĩ là bấm B về, cho nên ta di chuyển ra để ta farm lính. Nhưng mà đáng tiếc thay là do cái hiệu ứng âm thanh nó đã lừa. Thật ra thì anh ta có thể bấm B về nhà luôn, tại nên chấp nhận mất một con hai con lính thì nó cũng không tới mức gọi là quá tệ. Nhưng founder rồi anh ta bị hạ gục. Tôi nghĩ đây là những tình huống xử lý kỹ năng không chính xác, tại vì bạn ở lại đường một mình, bạn không biết đối phương đã về hay chưa, bạn phải xác nhận kiểu như vậy. Chứ bạn không thể nào chắc chắn đối phương đã về rồi. Bạn không thấy đối phương đang ở đâu cả, mắt trong bụi không có, không có thông tin đến tình phi của Thanatos. Thì bạn không thể nào kiểu ở đối phương đã về rồi, theo kiểu gọi là võ đoán như thế được cả. Và võ đoán như vậy thì anh ta đã khiến cho EDG có địa hạ gục không giúp lần nữa. Hai địa hạ gục dành cho Viper. Và cái tốc độ ăn với thằng Hoa Lương như thế này thì thêm cái đó là sư giả cho DG thì nó vẫn là câu chuyện trụ một thuộc về phía của DG và sẽ là Viper được nhận một lượng tiền khá lớn. Lần này thì cũng có chia cho một người, đó chính là Chi-Chia khi mà ta thẳng sư giả thế này. 610 tiền cộng thêm với việc đó là trụ đầu tiên tại bản đồ dành cho phía của DG. 4.800 tiền từ Viper, 3.100 tiền đến từ Facebook. Và Xiao Xian thì nó có mặt ở đây để có thể phòng ngự. Nhiệm vụ của CLCN đó là cố gắng kéo dài khoảng thời gian này mà thôi. Tôi đang muốn xem là liệu con sứ giả cái đứa khúc được một cái nữa hay không đây. Nốt được thêm cái nữa. Lời quá lời dành phía kết của Gaming. Và họ đang có được một cửa nó khá sáng ở khu vực cánh trên rồi. Nhiệm vụ của họ đó là sẽ làm sao để tạo thêm những góc đẹp ở trong những cánh còn lại nữa. Việc giúp cho Viper có được những lớp khiên trụ và việc giúp cho Viper có được sớm cái món trang bị thần thoại đang giúp cho bên phía kết của Gaming có một đường. Nó thắng quá dễ dàng, nó thắng thực sự rất dễ dàng. Trong khi đó thì Thanh là thoát hồi nãy họ cũng đánh cược cánh ngược lại, họ đánh cánh ngược lại được. Nhưng cái vấn đề trong chỗ làm mạng rất là tới cấp tình. Chưa bao giờ bên phía của Thanh thoát họ ước mơ là con Galio này chỉ ăn được những mạng hỗ trợ nhiều tới mức độ nào, khi Kari chính ở trong giai đoạn này rất cần mạng để tránh một con Lafelius đang vượt trội hơn hoàn toàn sau lại một Jin ở phía bên kia. Sự vượt trội này nó sẽ càng ngày nó càng vươn xa hơn nữa khi mà công cụ đánh nó từ Thanh là thoát cũng đang không thực sự là ổn lắm. Họ muốn bắt được Viper nhưng nhiệm vụ của họ là phải vượt qua rất nhiều thứ. Trong khoảng thời gian sau khi tóc biến, xin lỗi các bạn, là cái hồi máu của Viper hồi lại nữa thì những công cụ để cho Viper có thể thoát một pha bắt bớ đến từ Thanh Thoát là rất nhiều. Cho nên tài nguyên để dồn là nhiều, nhưng cái kết quả nó trả lại liệu là có hiệu quả hay không, đó là một câu chuyện khác hoàn toàn. Trang bị đầu tiên mà Scout hướng lên cái mặt nạ thống khổ. Ở khoảng thời gian đây thì thấy rằng Victor có thể hướng cho mình đó cái vương miện suy vong, thì đã giúp cho khả năng chống chịu của con Victor tốt hơn. Nhưng đây là ván đấu có vẻ như là khá dễ thở đến từ phía của DG, cho nên Scout muốn hơn kiểu trang bị là kéo máu đối phương với cái lượng sát thương gia tăng ở tình trạng thống khổ như thế này. Và
Bây giờ xuống khu vườn dưới từ Frigid, nhưng tóc biến của Viper vẫn còn. Mako có thể không tóc biến, nhưng mà hãy nhìn cách Mako đứng. Luôn luôn đứng ở phía sau lưng của Viper, không bao giờ bước lên quá cao để kéo án tử cả. Round thứ 2 xuất hiện với việc tấn công đến từ phía của Thanatos. Chú cứu của họ còn lại là khá đủ. Ôi, nhưng buff bị giữ là một cách rất đơn giản ở tình huống vừa rồi. Nó rất dễ. Thực sự là nó rất dễ luôn á. Tức là anh ta chỉ cần sử dụng cái cung phong linh của mình rồi sau đó bắn cái pháo vào trọng trường thì chắc chắn là búp. Nếu như không tóc biến trong tình huống rồi thì tôi nghĩ là bây giờ mà không bao giờ thôi. Nếu như pha đó mà ta không tóc biến liền thì lập tức anh ta sẽ nằm xuống mà chưa kịp ú ớ gì cả. Cái ánh trăng dẫn lối vẫn còn ở đó và lượng sát thương dụng từ Viper trong tình huống đó với cái súng hỏa ngục, kỹ năng nguyên của súng hỏa ngục và ánh trăng dẫn lối vẫn còn hiệu ứng nổ, nó sẽ là liên tục và chắc chắn là búp không có cửa nào để sống cả. Án tự trúng ngay lập tức trường lực được đoạt sẽ là bạn, đó là cái chiêu cuối đóng hộp được đặt ra. Một án tử nó câu hai chiêu cuối, nó không phải hai chiêu cuối mà nó bốn chiêu cuối. Ờ đúng rồi, đúng rồi, nó khủng khiếp thật sự. Một án tử mà một án tử với một cái đóng hộp nó câu bốn cái chiêu cuối của đối thủ, là các bạn cũng đã hiểu là Thanatos hiện tại đang rối bời tới mức độ nào rồi. Nhưng pha vừa rồi cũng là pha kỹ năng xử lý là đến từ EG, đặc biệt chính là Viper cũng phải tóc biến né cái phong lợi thường đến từ Frigid, để nếu như ta dính phong lợi thường thì cái can trường lao vào sát thương sẽ rất là nhiều từ Frigid. Ta chấp nhận mất tóc biến để có thể tạo ra cái khoảng an toàn cho mình. Nhưng đó là kỹ năng xử lý rất là tự tin đến từ phía DG. Và hãy nhìn khi mà Mako đứng trước mặt đó là ba người của đối phương, nhưng anh ta vẫn tự tin để ta tung ra án tử tấn công người của đối phương, ép thành công được, đó là chiêu cuối. Nhưng Trung vừa nói đó là cái siêu hùng giáng thế từ Galio, thêm cái đó là khổng lồ hóa của Sawin nữa. Thì câu chuyện bây giờ là những chiêu cuối trong cái khoảng thời gian họ đến từ Thanatos, thì thật ra những vị tướng của họ sẽ yếu hơn hoàn toàn so với bên phía bên kia với việc là trang bị thô súc. Bạn nhìn cái chênh lệch đến từ Viper khi bây giờ sát thương của anh ta có được, đó là cái dao hung tàn đã hoàn thành. Trước đó ta có cho mình đợt cùng phong linh từng ra dậy cùng nổ, thì bây giờ nguồn sát thương của anh ta có thể khiến cho những thành viên của Thanatos mất đi một lượng máu rất là nhanh mà thôi, khi mà không có chống chịu về giáp cộng thêm với thời gian này đến từ Thanatos. Khoảng cách là quá xa đến từ cả hai bên khi mà trong giai đoạn tại của gaming, mặc dù đúng nhìn vào lượng tiền nó chỉ mới cách biệt ở khoảng 3k tiền thôi, 2-3k tiền gì đó, nhưng nên nhớ cái khoảng cách đó là nó khoảng cách giữa hai xạ thủ. Tức là khoảng cách mà chắc chắn bạn không muốn tí xíu nào cả. Khi một Jin trong giai đoạn hiện tại sẽ vẫn là câu chuyện cũ, vẫn là ván thi đấu vẫn giống ván thi đấu đầu tiên, vẫn sẽ là người gánh chính ở trong ván thi đấu này, nhưng bạn đang bị thua hoàn toàn sau đài Viper phía bên kia. Chứ cái đến búp đã nằm xuống một lần, tóc biến không có, nó khiến cho bên phía của Thanatos một phần nào đó cũng rất ngại trong việc chủ động tấn công lao lên và bắt bớ được Viper. Viper với một cái KDA 200 ở trong giai đoạn này, đặc biệt hơn là với những trang bị họ đang sở hữu nữa, thì không có cái gì có thể cản được họ cả. Họ hơn hoàn toàn đối thủ ở tất cả mọi mặt trận. Khi mà trong banh bích á, thì tất cả các đường đến từ phía cánh của Kim Minh đều nắm giữ lợi thế thắng rất cao. Và bây giờ khi một cánh đã lũng rồi thì những đường còn lại nhiệm vụ đó là tận dụng chất tướng và tiếp tục đàn áp mà thôi. Bây giờ thì họ chiếm được cái phần rừng của đối phương. Trước đó thì với tình huống tấn công của phía dưới thì EG di chuyển và cướp được con bùa đỏ trên người của Chichia, anh ta sắp sửa hết rồi thì phải. Còn bây giờ thì di chuyển vào cướp luôn, đó là một bãi người đá của đối phương, một cái khoảng trống mở ra như thế này thì Viper có cho mình đó là cái trụ nhất khu vườn dưới. Trước đó anh ta ăn trọn một mình trụ nhất khu vườn trên, nhưng bây giờ thì Mako hình như tạm thời là hơi nghèo quá, cho nên anh ta cũng muốn di chuyển vào kiếm thêm một lượng tiền để nâng cấp cho mình đã trang bị thần thoại. Máy đấu trước thì ta nâng cấp cho mình đó là vương miện Surelia để tốc di chuyển được gia tăng, tránh nhất đối phương tấn công, hoặc là anh ta muốn tiếp cận cùng đội của mình thì cũng là một cách rất khá là hợp lý. Máy đấu này thì chắc qua trang bị thần thoại đó một lần nữa mà thôi. Từ nãy giờ thì DG bỏ hoàn toàn mục tiêu lớn nha, tại họ biết rằng ở thời điểm những khi mà trang bị chưa có là sự chênh lệch á, thì cái chiêu cuối rất là quan trọng. Bạn thấy pha con rồng trước họ không đánh, nhưng mà họ kéo xuống khu vực trụ phía dưới, họ cầu chiêu cuối của đối phương, sau đó họ có khoảng trống để farm. Bây giờ cũng như vậy, khi mà chiêu cuối đến từ Thanatos bắt đầu hồi lại, chiêu cuối của Grand Captain có, khổng lồ hóa có, bán huyệt thương có, thì họ không đánh ở những khu vực mà chiêu cuối thể hiện sức mạnh như vậy, họ không đánh sư giả. Nhưng khi 1v1, 2v2, bạn thấy rằng họ mạnh hơn hoàn toàn. Thì rõ ràng EDG vẫn đang biết nguồn sức mạnh của mình ở đâu. Họ hơn nhờ trang bị, họ hơn những cái đánh nhỏ lẻ. Thì chẳng biết gì họ phải vội cả, họ vẫn đang có hơn trụ so với đối phương cơ mà. Họ vẫn đang có một con Aphelios với việc là sát thương rất là lớn từ Viper như thế này. Thì tại sao bạn phải ép mình vào những pha tranh trên địa động như thế? Và khi mà họ có được những cái trụ rồi thì việc di chuyển và bước vào những pha giao tranh với những cái cột sống, với những cái trụ tốt hơn thì chắc chắn là họ biết mình cần phải làm gì. Họ không hề lo ngại bất cứ một cái gì cả. Có được rất nhiều về mặt tầm nhìn rồi nha. Khi mà tất cả những dàn trụ ngoài đều đã bị chiếm, đều đã bị phá hủy hết, thì nhiệm vụ đối tượng của Gaming đó sẽ lấy lại những mục tiêu trước đó mà họ cho phía của Thanatos là những con rồng.
đây là linh hồn rồng nước vẽ qua cái mây chắc chắn rồi. Khi mà bạn đã có một lợi thế khổng lồ như thế này thì con rồng nước là món quà nó khá tốt dành cho bạn. Nhưng Thanh Toss không muốn chuyện đó xảy ra. Ít nhất là họ đang muốn có một cái gì đó để níu giữ ván thi đấu này, và con rồng nước sẽ là thứ nguyên nhân giúp họ có được điều đó. Bạn thấy cái cách mà ADG họ tận dụng cái lợi thế, có nghĩa là khi mà bạn có chất tướng giai đoạn về sau á, thì ở giai đoạn đầu thì sát thương chiêu thức và những chiêu cuối diện rộng nó sẽ bù đắp lại phần trang bị. Bạn có thể thu về trang bị, nhưng lý do tại sao thấy những phao tranh nếu như mà Thanatos họ đánh họ vẫn có khả năng thắng, tại vì chiêu thức họ hiểu không chế rất là nhiều. Nhưng ADG thì họ không muốn bỏ cái đồng thứ ba nha, tại đây còn đồng bản lề và thêm cả là phao tranh mà bên phía Thanatos có những chiêu cứu quan trọng. Nhưng ADG thì họ muốn đánh, và hãy nhìn hai cái đồng hồ trên người của cả Scout lẫn Viper dính chuyển đến từ phía của CLCN tới rồi. Góc này ghép vô đánh khá hợp lý, ngay lập tức cái pháo trọng trường giữ chân được hai thành viên phía cánh này thì Quinn nằm xuống rất lẹ. CLCN di chuyển tới, ngay lúc xe chỉ luôn kiếm tung ra Chia Chia đang bị dính chiêu cuối của Neil, và Chia Chia chưa nằm xuống ngược lại, Chia Chia đã phải bị gục phía phía cánh còn lại. Hãy nhìn CLCN đang dứt điểm từng thành viên của đối thủ, ta bị bắn phát cuối cùng và ta nằm xuống có hiệu ứng từ hương phấn. Scout vẫn đang nỗ lực để giữ theo tóc biến vẫn còn ở đó, nhưng Scout nghĩ là tôi sẽ ăn cho bằng được búp ở trong tình huống này. Tóc biến thoát khỏi một cú giật bắn làm chậm sát thương dồn quá nhiều trụ lực đặt ra, và búp đang rất nỗ lực để có thể bỏ chạy đi ngang qua cái con đường tăm tối để có màn hỗ trợ cho Demeco, và đó là quét sạch chết của Kemien. Hai con rồng trước họ bỏ thời gian để họ không ăn rồng, họ hơn đối phương về lượng kinh tế. Đến thời điểm khi mà họ có đủ kinh tế để họ bước ra phao tranh khu vực hang rồng, phải hãy nhìn họ chuẩn bị rất là kỹ càng. Mặc dù phao tranh thắng lợi họ không cần tận dụng, nhưng phải nhớ rằng họ cũng sẵn sàng với hai cái đồng hồ ngân đồng trên người của cả Scout lẫn Viper, để lỡ nếu như đối phương với Neil có thể băng vào tối hậu thư với siêu hồn giáng thế thì họ không gặp những bất lợi. Đó là phao tranh mà rất là đơn giản đến từ phía của EDG. Họ chuẩn bị kỹ càng cho phao tranh mà ra phía sau lưng từ CLCN, và người ở dàn tuyến đầu đó chính là Frigid. Nhưng anh ta quá yếu ớt đi, bạn hãy nhìn thấy cách mà Chi Chi anh ta đi thẳng vào cái vòng tròn bán nguyệt thương và ta tấn công cùng với lại đó là Viper thêm cái là Meiko giết đi cùng đường đối phương. Và phía sau lưng chẳng làm được gì đến từ phía Thanatos cả, và một mình CLCN ta câu được ba người phía sau lưng tính chất thành công được đó là Serwin, và đến Buff thì Buff cũng chỉ câu cái sát thương mất tốc biến mà thôi. Thì DG vẫn thể hiện được kỹ năng macro lẫn macro của mình đang là vượt trội hoàn toàn so với lệnh phía của Thanatos. Captain đứng đợi, hãy nhìn Captain đứng đợi khi mà bên phía này một quán tự chính xác từ Meiko thì gần như là bất lực đến từ phía này rồi. Còn Neil, hãy nhìn ta lao vào với của tối hậu thư nó dính vào người của Chi Chia, thì chỉ là Chi Chia thôi, người đi rừng chẳng có quá nhiều ý nghĩa. Còn phía này Viper dứt điểm rất là dễ dàng, mọi người của bên phía Captain double kill dành cho Viper tình huống vừa rồi. Tầm này CLCN cắt gãy được cái đôi chân kiếm của Neil luôn chứ không phải đùa đâu, bởi vì anh ta đang có một lượng sát thương nhỉnh hơn so với đối thủ phía bên kia rất nhiều. Còn Viper thì không cần nói tới rồi, với lợi thế hiện tại đang nắm giữ đến tỉnh của Kemien, ngồi dễ dàng có thể tiếp xúc được vào những cái công trình của đối thủ, đặc biệt là những cái trụ thứ hai. Trụ thứ hai đường trên đã bị mất thì trụ thứ hai đường giữa và trụ thứ hai đường dưới nó chỉ còn là vấn đề thời gian dành cái tìm kết của Kemien. Họ sẽ dễ dàng lấy được nó dựa trên nguồn sát thương khủng khiếp đang được tạo ra bởi một con Aphelios trong giai đoạn hiện tại. Chỉ còn trụ hai đường dưới nữa thôi, và có lẽ nhánh của Kemien cũng sẽ không từ chối cái món quà đó. Họ đang dựng trước 7 cái tiền mà họ sẽ tiếp tục nâng cao nó lên với một khoảng cách có thể còn cao hơn nữa, với một chất tướng cũng như là một thế trận áp đảo hoàn toàn. Nhìn lính là bạn thấy độ tính đến từ bên phía của Scout lần đó là Viper, mà giờ bấm đồng hồ ôi không phát ra được, và ngay lập tức Neil đã phải nằm xuống. Những sát thương đến từ Viper đang rất khủng khiếp. Xe chỉ luôn kim quá cùng Chi Chi phía cánh còn lại đang nỗ lực để hỗ trợ. Ta bật chiêu cuối, Viper sử dụng đồng hồ để offlane một cú tên lửa đạn đạo siêu khiếp, và ta nằm xuống trước kịp bắn được phải cuối cùng của Meiko nữa. Sao Win là người cuối cùng nhưng rất ui, Sao Win cũng kịp làm cái gì đó gọi là highlight nhẹ, nhưng mà đáng tiếc thay là cú highlight đó nó không đủ để mang lại bất cứ cái gì ở thân tóc cả. Họ thất bại ở trong ván thi đấu này gần như toàn tập rồi, và có lẽ như chỉ còn một tí xíu nữa thôi chúng ta sẽ có thể thấy được ad của Kemien nhắm tới cái nhà chính của Thanatos. Cái đồng hồ phải nói là quá tín đến từ phía của Viper tình huống vừa rồi. Tay mua trước đó cho chuẩn bị một pha của một hang rồng, đến thời điểm này mới dùng. Và vừa rồi về nhà thì nó nâng cấp cho mình đó là cái giáp thiên thần luôn, cho ta không muốn một phải đó ta bị nằm xuống. Rõ ràng ta cũng đang muốn cho mình một MVP. Đây là một pha mà Scout xử lý tốt. Thế tôi nghĩ là ta nên bóng sớm hơn để tránh cho mình nó tối hậu thư luôn. Tại vì nếu như tránh tối hậu thư thì ta bấm cho mình đó lồng đèn đến từ Meiko rút luôn trở về. Và dính tối hậu thư rồi, bóng lồng đèn vẫn ở trong khu vực tối hậu thư mà thôi. Đây là Viper, anh ta vẫn kịp bấm cho mình nó đồng hồ để thoát khỏi chiêu cuối đến từ con Zing, và anh ta vẫn sống sót tình huống vừa rồi. Nhưng đây là một pha mà Chi Chi quay lại quá sớm và trụ bắn vào người của anh ta. Sát thương từ nãy giờ trụ tích tụ được vào là quá nhiều rồi. Các bạn hãy nhìn cách Viper chơi game, mua cho mình đó đồng hồ, sử dụng đồng hồ xong và với lượng tiền đó tôi nghĩ anh ta đủ sức nâng cấp cho mình đó một cực kiếm. Nhưng không, anh ta nâng cấp cho mình đó giáp thiên thần, tại vì anh ta không muốn nằm xuống.
Với KD hiện tại, với cái nguồn sát thương từ nãy giờ, và nếu như mà không nằm trong đấu này thì MVP thì gần như không thể thoát khỏi tay Viper nữa rồi. Mọi chuyện đang càng ngày càng tệ hơn, nhìn cái Phil Coulson là thoát, họ không có cái gì để dính vào được cả. Họ không có một đường giữa carry chính, họ không có được một con Camille đánh với một sự áp đảo khủng khiếp. Chúng ta thấy rất là rõ ràng, Camille đang bị trung chân hoàn toàn. Bạn có thể dựa vào một Camille để có được những tình huống đẩy lẻ. Nhưng vấn đề ở đây là nó không chơi lại với lại CLC Hang nữa rồi. Nó không chơi lại một con quen phía bên kia nữa rồi. Thì nó cảm giác là nó đang bị mông lung dành cho Tidotok. Họ chỉ có thể co cụm lại với nhau để phòng thủ. Mà càng co cụm lại với nhau phòng thủ thì lại càng có quá nhiều khoảng trống trên quần Camille có thể khai phá được. Họ vẫn còn đang những cánh lính được có thể đẩy vào bên trong. Và thêm một tí xíu nữa thôi, khi mà lính đường trên được đẩy vào, bởi quen khi mà lính đường dưới sẽ có một tí xíu gì đó áp lực, thì Thanatok sẽ có thể bị mất thêm một cửa nữa dành cho bản thân mình. Xin lỗi các bạn, là sẽ tỷ lệ mất cái cửa đầu tiên là vô cùng cao. Xe sẽ bắn được cái trụ này, trụ thứ ba của mình đã có. Và khu vườn trên CLC bị tấn công. Và ngay lập tức CLC đang cần sự hỗ trợ đến từ ngầm đội của mình, anh ta sẽ phải bị hạ cục mà thôi. Nhưng mà lượng chiêu cuối bỏ ra của Thanatok là rất nhiều, Meiko đang phải lùi ra, anh ta bật tất cả gì có thể để sống. Một nét vẽ không ổn đến từ Scout Viper. Sao Win phải tóc biến để che cánh trăng dẫn lối. Chính xác. Sao Win phải tóc biến để che cánh trăng dẫn lối, nếu không thì tôi nghĩ sẽ có một màn nổ bụp bụp khá ổn đến từ bên phía kênh của Gaming, đặc biệt là rơi vào người yếu máu. Đó không phải chỉ là New hay là Bridge gì trong tình huống của mình cũng không rõ lắm. Nhưng đã có cửa đầu tiên trên quần Gaming, CLCN phải hy sinh. Với cái giá phải trả của Tidotok là cao hơn nhiều. Viper rồi, nếu như không tóc biến, tôi nghĩ rằng sẽ có double kill trên phía của Viper đó. Khi mà cái sát thương nổ ra, với cái lượng sát thương gây ra thì nó có khả năng có cái double kill khi mà có một người thấp máu và thêm cái một người cũng không có lượng máu khoảng chừng đó chỉ là 1/3 mà thôi. Và một pha xử lý phần đó là mang tính hy sinh rất là tốt đến từ Sawin, chấp nhận quá tốc biến cái tài Lulu cơ mà đứng như đoạn về sau cũng được. Nhưng đấy là một pha xử lý mà CLCN ta bị tấn công đến từ bên phía Camille, bật cho mình đó, sau đó phải không bị hất tung đến từ con Galio. Nhưng về cơ bản sát thương ba người dồn vào có Frigid, có Captain thì ta vẫn bị hạ gục mà thôi. Nhưng bạn hãy nhìn cái nguồn sát thương đến từ phía của Viper đây, Frigid và cả Neil nếu như dính cho mình đó cả trang lối với vạn với cái dạng súng hất ngục vừa rồi, tôi nghĩ rằng khả năng khá cao cả hai người sẽ cùng nằm. Nhưng có tình huống mà Sawin sẵn sàng với pha tóc biến để thành lắp đổ châu mai vừa rồi. Vậy, nó hơi cực dành cho Sawin một chút xíu và anh ta đang nỗ lực để có thể tìm ra những điểm nào đó để hỗ trợ ngụm đội của mình. Nhưng cái vấn đề ở đây anh ta chỉ nắm giữ một con tướng búp, tức là cái sự đùng phá đến từ Lulu không có. Nếu như cầm một dress, một va kéo bất ngờ vào người của Viper hay là kéo trúng vào người của Scout chẳng hạn, nó có thể giúp cho anh phía của Thanatok tìm ra một hướng giao tranh nhất định. Nhưng bởi vì đây là một con tướng, nó chỉ mang theo hướng búp mà thôi, nó sẽ không thể nào có thể tạo được những sự bất ngờ, những sự đột biến mà chúng ta nhắc tới như vừa rồi được. Và end của Gaming thì đang là đội có một cái lợi thế lớn mà không có bất cứ một tác động gì đủ lớn thì coi như một chuyện đó. Mới nói xong thì sao Win không có tóc biến, chưa kịp nói chiêu thức thì chết rồi. Và Brigitte đang phải nỗ lực để bỏ chạy, ta đang bị lầm chậm và Scout vẽ một đường mà tôi nghĩ là Brigitte sắp sửa lên thiên đàng rồi. Anh ta bắt buộc phải nằm xuống với cái mặt nạ được đốt trước đó bởi Scout, đã vẽ mà còn đốt nữa thì làm sao mà chịu cho nổi đây. Edward Gaming đang thực sự mà nói họ đang nhắm vào gỗ búp để họ có dứt điểm được, có thể nhìn sao xe đánh rất tự tin. Xe chỉ luôn kim dứt điểm từ phía cánh này, Neil đang tới mà không dứt điểm đi JJ vẫn có thể thoát đi được. Và đây là chiến thắng dành của Gaming. Viper nhắm vào Captain, Captain nắm đấm công lý nhưng rất đáng tiếc, nắm đấm công lý thì không thể nào đấu lại được súng của Viper. Và đó là quyết sách dành của Gaming 16-7. Họ giành chiến thắng ván thi đấu thứ hai, nói nhẹ nhàng cũng giống như ván thi đấu đầu tiên. Và một KDA phải nói là quá đẹp đến từ Viper. Chấp thần của ta vẫn còn 806 KDA đóng góp 14, tổng số đó là 16 điểm hạ gục của VDG. Một ván đấu mà tiếp tục được Avelos của anh ta thể hiện kỹ năng quá khủng khiếp khu vực dưới. Chỉ với những cấp độ đầu tiên cấp độ 1 mà thôi, bạn thấy được trình độ chênh lệch giữa hai xạ thủ. Bước vào bụi, tấn công mọi người của đối phương, bước ra khỏi bụi để có thể gây được cái áp lực. Và đến cấp độ 2 đã có được phá chiến công đầu khu vực đường dưới. Đó là sự chênh lệch giữa cặp đôi khu vực dưới của EDG thờ thoát với Viper Meiko, một cái mùa giải chung lại với nhau. Và bạn thấy rằng cái thể hiện kỹ năng của họ là quá khủng khiếp. Phải đặt thủ yếu như vậy thì họ thể hiện được cái bản lĩnh của mình và có một cặp chất tướng là vượt trội hơn hoàn toàn so với đối phương. Và một cái cặp đấu mà EDG thể hiện được cái bản lĩnh nhà vô địch, trong khi đó thì thờ thoát họ sẽ còn rất nhiều thứ phải làm ở phía trước nếu như muốn cái hành trình của mình tốt hơn. Là như vậy, một mùa giải mà thờ thoát sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều, chắc là vẫn sẽ đợi tới khi mà Yukan xuất hiện tại thờ thoát thì khi đó chúng ta mới thấy được một điểm gì đó tích cực. Chứ thực sự mà nói thì với việc bạn bích một đội hình mà nó có thể gọi là lỗi thời, có thể gọi một tí xíu mà mặt lỗi thời một tí đi, tức là dù gì mà nói thì khoảng thời gian ở đây khi mà đường giữa đại đa số là những viên tướng có khả năng đánh từ sớm mà bạn bích Galio thì nó cũng sẽ tương đối khó thở để cho có thể làm được gì ở khu vực đường giữa lắm. Và thêm một số hiệu ứng nữa là kỹ năng cá nhân của bạn cũng thua thiệt hoàn toàn so với đối thủ bên kia.
Neil rất nỗ lực, nhưng vấn đề ở chỗ đó là chất tướng nó cũng không cho phép Neil làm được điều gì bất ngờ trước một CLC gang và con quen phía bên kia được lắm. Còn đường dưới thì không cần nói tới, một sự ao trình hoàn toàn đến từ Viper và Meiko. Tôi nghe cũng không thể nào mà trách được cái cách cắm chọn như thế nào, tại vì nếu như bạn đưa cái đội hình này cho một cái đội có thể gọi là ở cái tầm gần với DG như là Leaning hay là những đội nhóm chơi như Top Esports, thì các bạn cách chơi của họ để biết cách đi đường không thua quá nhiều đến những pha tranh, họ thiết lập những pha tranh để họ thắng lợi, thì đó vẫn sẽ có cái cơ sở dành cho anh phía của đội hình này. Nhưng mà việc cơ bản khi một bên đã thất bại, một bên đã quá yếu hơn, thì bạn có rất là nhiều cách để thể nói là sự chênh lệch nằm ở đâu. Thì thôi thì một ván thắng EDG ở cái thế là họ kỹ năng nhỉnh hơn, họ có được cái phong độ tốt hơn, trong khi đó thôi top họ cũng là một ghép mới mà thôi, họ cũng là vừa bổ sung thêm khá nhiều nhân sự. Thì đó là một thắng lợi gần như là hoàn hảo cho EDG với rất là nhiều những cái mặt tích cực dành cho họ, trong khi đó thôi top họ sẽ còn rất nhiều thứ để có thể thay đổi trong cái giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Và đó những gì diễn ra khoảng một giữa hai đội Thunder Talk và EDG. Chúng ta sẽ tạm nghỉ một vài phút trước khi đến với cặp thứ hai ngày hôm nay giữa Ultra Prime và Top Esports.